Xin chào các bạn, mình đến từ shop Nữ Fitness. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm là bình lắc, bình lắc inox. Dung tích là đến 1 lít. Này 739 là tới đây. Mình tới đây là mình sẽ chứa khoảng được 1 lít. Này màu vàng rất là đẹp. Đây nắp này mình cũng có thiết kế để chặn đá và ron để ngăn ngừa chảy nước. Đây nắp chặn. Chúng đây là con lắc chuyên dụng, lò xo lắc để lắc sữa quay, mát và có thể lắc cà phê. Đây là bằng inox nha các bạn. Trong đây là mình nó cũng hiện lên dung tích để mình có thể pha nước một cách dễ dàng. Đen, đỏ, đây màu bạc.